Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món canh thịt diềm dải nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm cái món này. Món này thì đặc biệt rất là thơm ngon mà lại cách chế biến thì vô cùng đơn giản. Bây giờ các bạn cùng làm với mình nhé. Trước tiên mình sẽ thái thịt diềm dải này và mình ướp diềm dải với gia vị. Sau đó mình bắc một nồi nước thật sôi lên các bạn. Sau đó mình sẽ cho diềm dải vào, chúng ta nấu canh luôn. Món canh thịt diềm dải này ăn vừa ngọt vừa ngon ạ, và đặc biệt là nên ăn với cơm trắng thì không còn thì ngon. Các bạn hãy thử một lần nhé. Thịt diềm dải nó rất là ngọt. Thái xong thì mình sẽ ướp luôn gia vị nhé. Ướp gia vị cái món này thì đơn giản lắm, các bạn chỉ cần cho hạt lêm, một chút nước mắm, không cho nhiều nhưng vẫn phải cho một chút để thơm ạ, vì cho nhiều nó sẽ ra nước ấy, và đầu hành lá với cả một chút hạt tiêu và bột ngọt để cho nó ngọt hơn ấy. Cái diềm dải này, cái đặc điểm của cái món thịt diềm dải này nó ngọt mà ăn lại không cảm giác ngấy như những thịt khác ấy. Và thịt của chúng ta nó lại không bị bở ấy. Nên ăn món này ngon lắm ạ. Và các bạn thái cho mình một ít nấm hương hoặc là nấm mèo nghĩ này, để làm cái món canh của chúng ta nó màu sắc hơn ấy, chứ không chỉ đơn giản chỉ có thịt không ấy. Và bây giờ mình sẽ ướp nhé, một ít hành, đầu hành lá này. Cái đầu hành này thì có cái hành lá này để mình sẽ cho vào bát canh khi mà mình nấu. Hạt lêm, canh nên cho hạt lêm ấy, cho nhiều một chút ạ. Một thìa cà phê đầy với 300g thịt lợn này, một chút nước mắm này, nửa thìa cà phê nước mắm đấy ạ. Bạn nào ăn được cay thì cho cay ấy, thì cho hạt tiêu nó sẽ rất là thơm ấy. Nhưng mà nhà mình chưa lay có bé nhỏ nên mình không cho. 1/3 thìa bột ngọt ạ. Đảo đều lên. Cho mình khoảng 20 phút nhé, cho nó ngấm. Thì miếng thịt của chúng ta nó sẽ rất là ngon ấy. Không cần xào đâu, vì là món canh nên các bạn không cần xào đâu. Chỉ cần nước thật sôi các bạn thả cái thịt này vào. Và nồi nước thì mình cho một chút muối cho nó đậm ấy. Vì ướp thịt thì thịt vừa nhưng mà nước nó phải đậm một chút thì bát canh của chúng ta nó mới vừa miệng ấy. Bây giờ nhá, khi mà nồi nước như này mình sẽ cho một chút muối vào, phối hợp canh ấy, cho nồi nước nó hơi đậm một chút. Sau đó khi hỗn hợp thì mình vừa ướp thịt này mình cho vào thì nó sẽ vừa miệng, để cho sủi thật sủi cho thịt vào nhé, thì nó sẽ ngon hơn. Khi nồi nước thật sôi như này rồi mình cho thịt vào nhé. Đun thật sôi lên khoảng 3 đến 5 phút là chín ạ, vì thịt thái mỏng như này và nước thật sôi như này rồi, từ lúc nước sủi là khoảng 3 đến 5 phút là sẽ chín đấy, nghĩa là khi nước sủi trở lại ấy. Mình chỉ ăn ở cái mức chín ngọt như này thôi, đừng nấu chín kỹ. Chín kỹ thì nó thịt nó sẽ không còn ngọt nữa. Món canh thịt này nó gần giống món canh nòng ấy ạ. Nhưng mà cái bạn nào không thích ăn nòng thì nên ăn canh thịt này, nó tốt hơn, nó ngọt hơn. Ngon thì mỗi cái có một cái ngon riêng ấy ạ. Đợi nước sủi và mình đun thêm 3 đến 5 phút nữa là chín ạ. Khi nước nó sủi bùng lên này rồi thì các bạn sẽ thấy nó có cái phần bọt ấy. Thịt này mình không trần qua, cho nên là sẽ có một ít bọt như này. Thì các bạn hớt cái bọt này đi nhé. Hớt cái bọt này đi. Và các bạn đun cho mình từ 3 đến 5 phút nhé. Chứ đừng đun lâu, không là thịt nó sẽ dai và nó sẽ mất cái độ ngọt của món thịt của chúng ta. Đảm bảo là từ khi nước sủi các bạn đun từ 3 đến 5 phút là chín. Nếu nhiều thì 5 phút, không thì 3 phút thôi nhé. Không nhiều bạn thì bảo làm sao mà chín được. Thịt luộc kiểu này nó rất là nhanh chín ạ. Đây các bạn, nó đã gần chín rồi mà mới đun được khoảng 2 phút đấy ạ. Muốn chín kỹ thì đun 5 phút, còn không thì chín vừa tới thì đun 3 phút tính từ lúc nước sủi như này nhé.
Và giờ mình sẽ cho nửa phần hành lá vào. Nửa còn lại thì mình sẽ rắc lên trên cái bát thịt khi mà mình múc ra, để cho hành nó xanh hơn, nó đẹp hơn ấy. Bạn nào mà thích ăn hạt tiêu mà không có bé nhỏ này, cắt rắc một ít tiêu lên, hoặc là khi ướp thịt ướp với tiêu được nhé. Bây giờ tắt bếp này, và mình cho cái nồi canh thịt đấy ra bát ấy. Nồi canh thịt của chúng ta khi mà nấu như thế này ấy, thì các bạn sẽ thấy được thịt chín tới, ngọt, canh trong, mát. Cho lớp cái phần hành này vào. Rồi bây giờ mình mới đổ cái phần nước này lên để hành nó chín vào, nó sẽ xanh hơn nhiều. Thích ăn thêm rau mùi tàu hay là mùi gì ngò mùi ấy, mùi ngò ấy, thì các bạn cho thêm vào nhé. Không thì chỉ cần hành lá như này là mình cũng có một bát canh ngon rồi. Đây vì sao mình cho ít nấm hương hay là mọc nhĩ vào hay nấm mèo vào ấy, thì để cho bát canh của chúng ta có loáng trắng ấy, và cái mọc nhĩ nấm hương nhìn nó đẹp mắt hơn, và nó không đơn điệu cho bát canh thịt ạ. Canh thịt chiềm rải ạ. Và giờ mình sẽ đi thưởng thức nhé. Bạn thử một miếng cho mình nhé. Thịt của chúng ta mềm, ngọt và nước dùng cái nước thịt này này. Đặc biệt cái nước thịt này rất là vừa gia vị, và cái nước ngọt như thế này thì chúng ta có thể ăn với cơm, ăn với bún này, ăn với phở này, ăn với mì tôm ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Món canh thịt này, thịt diềm rải này. Để làm món này thì trước tiên là mình cũng vẫn áp tóp mỡ cho mình nhé. Phải có tóp mỡ thì mới làm được. Các bạn cho mình khoảng một bát con tóp mỡ vào, các bạn áp nhé. Bát con mỡ vào, các bạn áp mình tóp nhé. Mỡ ba chỉ thì càng ngon nhé. Ở đây mình chỉ có một ít mỡ của ba chỉ thôi. Trong khi chờ và đợi cái tóp mỡ của chúng ta được ấy, thì mình sẽ đi làm cái hỗn hợp để mình làm món kho quẹt này nhé. Hỗn hợp nước mắm đấy. Các bạn chuẩn bị cho mình nước nhé. Vài thìa nước như này thôi ạ. Khoảng 4 thìa cà phê nước. Nước mắm 2 thìa cà phê ạ. Đường thì tí nữa mình sẽ cho vào sau, hoặc là bạn cho luôn vào một nửa, còn một nửa mình sẽ cho vào sau. Một nửa thì mình sẽ cho vào sau để tạo cái màu. Để cho luôn một thìa cà phê đầy vào, còn một thìa cà phê đầy tí nữa thì mình sẽ cho vào sau. Mình nên lấu tóp mơ thì đường để cho nó lên màu ấy, mình sẽ cho vào sau. Cái này mình sẽ hòa cái hỗn hợp nước này thôi, đơn giản như thế này thôi. Cái món tôm thịt kho tôm với tóp mỡ kho quẹt này thì chúng ta sẽ dùng để lấy cái ăn cái này, và ăn với cơm trắng và chấm với lấy rau cải, những cái loại rau luộc ấy chúng ta chấm ấy. Hôm nay mình sẽ chấm bằng súp lơ với cà rốt luộc. Tóp mỡ như này là sắp được rồi đấy ạ. Thì tí nữa là khô ấy, nó nguội ấy, thì nó cần ra teo đi ấy, nên mình chỉ cái óp áp vào cái mức vừa phải như này thôi nhé các bạn. Bây giờ bỏ tóp mỡ ra nhé, để mình đi nấu cho thìa dầu mỡ heo vào, cho tỏi, hành đầu, hành phi thơm hoặc là hành tím phi thơm.